Sáng 5 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai gói an sinh xã hội. Theo nội dung từ hội nghị này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, dự toán tổng kinh phí khoảng 900 tỷ đồng. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành hỗ trợ đợt 1 theo thời gian giãn cách xã hội từ ngày 31 tháng 5 đến 29 tháng 6 cho hơn 334.000 người lao động tự do, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, thuộc các nhóm công việc được quy định theo nghị quyết 09 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với mức hỗ trợ một lần là 1,5 triệu đồng một người. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ đợt 2 cho hơn 334.000 lao động tự do này, cũng với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người, dự toán kinh phí hơn 501 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Với chính sách hỗ trợ thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai gói hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động nghèo sống trong nhà trọ, khu lưu trú công nhân, trong xóm lao động nghèo, khu vực lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gọi chung là hộ khó khăn. Theo rà soát, dự kiến có hơn 90.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 170.000 hộ lao động nghèo được hỗ trợ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ một lần mức 1,5 triệu đồng một hộ. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước là 1 triệu đồng, còn nguồn kinh phí vận động xã hội hóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là 500.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và phần quà nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. Dự toán kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng trên là hơn 390 tỷ đồng. Như vậy, hộ nghèo, hộ khó khăn sẽ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng tiền mặt và một phần nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. Thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao tay hơn 250.000 phần nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn mà không yêu cầu về điều kiện cư trú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kinh phí thực hiện từ nguồn vận động các doanh nghiệp được đặt hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, các nhà cung ứng lương thực thực phẩm, ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Thủ Đức và quận huyện báo cáo cấp ủy, phối hợp chính quyền rà soát thống kê số lượng và lập danh sách hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hỗ trợ. Đến thời điểm này có 10 trên 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức gửi danh sách về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh với số lượng là 181.292 hộ khó khăn. Trong đó, quận 5 có số hộ ít nhất với 1.676 hộ, huyện Bình Chánh nhiều nhất với 68.378 hộ. Trên cơ sở rà soát, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận động và hỗ trợ đáp ứng đúng số lượng hộ khó khăn mà quận, huyện và thành phố Thủ Đức lập danh sách. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 3 tháng 8 đã chuyển về các địa phương 2.400 phần. Ngày 4 tháng 8, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Sài Gòn Co-op đã chuyển 3.000 phần. Các nguồn cung ứng khác sẽ tiếp tục chuyển về địa phương trong các ngày tới. Dự kiến từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 là hơn 159.000 phần. Trường hợp các phần nhu yếu phẩm chuyển về vẫn không đảm bảo, thì các địa phương cần nhanh chóng báo cáo về cấp ủy, phối hợp chính quyền để có chủ trương chi quỹ vì người nghèo, nguồn vận động hỗ trợ hợp pháp khác của địa phương để chăm lo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không một hộ nào bị thiếu đói. Ngoài ra, nếu như trường hợp nguồn lực tại địa phương, kể cả nguồn thành phố chuyển về, vẫn không đảm bảo để chăm lo, đề nghị khẩn trương đề xuất thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khẩn cấp. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai các gói an sinh xã hội cho hai nhóm đối tượng trên được thực hiện theo nguyên tắc, không trùng lấp, không bỏ sót, đồng thời việc chi hỗ trợ phải hoàn tất trước ngày 10 tháng 8. Ngoài nguồn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ động sử dụng nguồn kinh phí vận động hợp pháp ở địa phương hoặc báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn quỹ vận động COVID-19 để hỗ trợ bổ sung cho các trường hợp đặc biệt khó khăn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.